Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video khoa học của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm sao để code nhanh hơn với Visual Code Custom Snippets. Thì các bạn có thể hiểu như thế này, snippet là những cái mà trong Visual Code nó gửi cho chúng ta. Giả sử khi chúng ta gõ trong MS á, mà trong Visual Code ha, và sử dụng MS á, nhưng ví dụ như chúng ta gõ là width 10, nó sẽ tạo ra là width 10 pixel. Đó, thì cái này người ta gọi là snippet. Giả sử chúng ta gõ BGC thì nó sẽ ra là background color. Đó, thì những cái này người ta gọi là snippet. Tức là để làm sao để cho chúng ta tiết kiệm thời gian khi gõ code hơn. Tuy nhiên á, những cái này là chỉ là những đoạn ngắn thôi. Ví dụ các bạn gõ các bạn muốn là padding 15 pixel, 30 pixel đúng không? Thì các bạn sẽ gõ là padding 15 pixel, 30 pixel như thế này. Thì gõ như vậy nó sẽ rất là chậm. Thì các bạn có thể gõ như sau ha. Các bạn sẽ gõ là P nó sẽ đại diện cho padding ha. Rồi 15. Rồi sau đó các bạn gạch ngang, các bạn gõ 30. Thì lúc này nó sẽ generate ra là padding 15, 30. Đó, như thế này rất là nhanh. Thì nếu các bạn làm quen á, thì nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian rất là nhiều luôn. Đó. Thì cái phần MS cơ bản á, mình đã chia sẻ cho các bạn ở chương 1 rồi. Thì mình cũng gửi link cho các bạn luôn là cái MS cheat sheet á, mình cũng có chia sẻ trên trang web đó. Thì trong cái trang web đó nó cũng chia sẻ hết tất cả những cái mà chúng ta đang làm ở đây. Giả sử như cái mình vừa mới gửi á, giả sử là M15 gạch 30 chẳng hạn, thì nó sẽ tạo ra là margin 15 pixel, 30 pixel. Thì trong cái MS đó nó đã có hướng dẫn rồi. Mình không có nói thêm nữa ha. Tuy nhiên á, cái custom snippet này á, là chúng ta sẽ tự tạo ra cho chúng ta luôn, chứ không phải là dùng cái có sẵn của MS. Thì tự làm sao để tạo ra được thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau đây ha. Ok, bây giờ mình sẽ có một cái UI như sau. Cái này là cái boss shadow mình đã làm ở những chương trước ha, tại cái code này còn đây thôi. Rồi, ở ngoài mình sẽ ẩn nó đi. Mình sẽ ẩn nó đi như thế này. Mình sẽ tạo một cái class có tên là icon. Bên trong này mình sẽ đặt là y.fa.a gạch home như thế này, đúng không? Bây giờ mình muốn code cho nó là hình vuông đi ha. Mình sẽ viết là, giả sử mình sẽ viết là width 10 RAM, hay 10 RAM, background gạch color mình sẽ để là orange và color white như thế này. Lúc này mình muốn cho nó ra giữa đúng không, mình sẽ dùng là display class align item center và justify content center. Thế này, lúc này chúng ta sẽ được kết quả như mong đợi đúng không? Thì có thể các bạn sẽ thấy á, là cái đoạn code này display flash align item center justify content center, hoặc đoạn code này ha, mình thêm là border radius là 10 RAM thế này. Đó, thì có thể các bạn sẽ thấy là đoạn code này này nó có giá trị giống nhau là 10 RAM. Đoạn code này là có là display flash align item center và justify content center. Thì có thể trong một cái dự án của bạn á, các bạn sẽ code rất là nhiều và sẽ có những đoạn code á là giống nhau. Thì các bạn phải copy hoặc là các bạn sẽ gõ lại. Nếu các bạn code sát á thì các bạn có thể dùng mixing. Nhưng nếu các bạn code sát thuần á thì các bạn sẽ không làm được bằng mixing. Đúng chưa? Thì các bạn phải gõ lại hoặc là copy lại. Nhưng mà đoạn code giống nhau á nó lại nằm ở một cái trang khác, hay là nằm một cái đoạn code nào đó rất là xa, các bạn kiếm rất là khó. Thì chúng ta sẽ dùng custom snippet ha. Rồi, để tạo custom snippet á, các bạn sẽ bấm vào code ha, bấm vào code cho mình ha. Bấm vào code, chọn references ha. Rồi các bạn sẽ bấm vào là cái user snippet ha, như thế này. Đó. Còn nếu các bạn xài Windows á, thì các bạn có thể Google giúp mình. Các bạn có thể Google là Visual Code Snippet ha. Đây, nó sẽ ra một trang web là Snippet in Visual Studio Code. Bấm vào đây, nó sẽ có hướng dẫn rất là kỹ ha. Ở đây nó sẽ chỉ là này, nếu để tạo một cái mới thì các bạn sẽ vào user snippet dưới là file reference ha. Tức là trên Windows thì các bạn sẽ vào file chọn references, còn ở trên MacBook á, thì các bạn sẽ vào code chọn reference ha. Đó, nó khác nhau tại vì trên MacBook này nó sẽ là hiện code, còn trên Windows thì là sẽ là file ha. Rồi mình sẽ vào reference chọn user snippet. Các bạn có thể tạo nhiều cái ha. Giả sử ở đây chúng ta đang làm là CSS đúng không? Thì chúng ta sẽ bấm vào là css.codesnippet ở đây ha. Nó sẽ có chữ là global. Global là sao? Có nghĩa là chúng ta bất kỳ dự án nào chúng ta cũng có thể sử dụng được luôn, chứ không nhất thiết phải là cái dự án mà chúng ta đang làm. Thì mình sẽ chọn cái này ha, css.codesnippet ở đây là global này ha, bấm vào đây. Thì đây là những cái mình đã code sẵn rồi. Tại vì mình đang dùng á, thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha, làm sao để tạo nhanh như vậy, không rảnh mà đi code lại những từng dòng vậy rất là cực. Rồi bây giờ mình muốn á là tạo ra cái đoạn code này rất một cách nhanh lên nhanh chóng ha. Giả sử gọi một chữ ABC gì đó là ra cái này luôn. Thì ở đây mình chia sẻ thêm cho các bạn ha, một trang nữa, đó chính là trang snippet generator.app. Đây ha, snippet generator.app.
Có gì mình sẽ đính kèm cái này ở trong cái phần nội dung của cái video này ha. Đây. Thì ở đây nó sẽ là generate cho chúng ta ha, để chúng ta copy vào cho nó nhanh. Giả sử ở đây mình muốn tạo một cái là đoạn code ha, mình sẽ copy đoạn code này vào. Rồi. Mình pass nó vào đây. Ha, mình sẽ để lại một chút cho nó đều. Mình mô tả ha, description có nghĩa là mô tả mình muốn là flat center in CSS chẳng hạn. Rồi tab trigger là gì? Tức là cái ký tự mà chúng ta gõ rồi sau chúng ta bấm tab để nó ra cái đoạn code này. Mình ví dụ ha là flat gạch center đi, ví dụ như thế này. Đó. Thì sau này chúng ta chỉ cần gõ flat gạch center nó sẽ ra đoạn code này luôn. Rồi chúng ta sẽ ra cấu trúc như sau ha. Rồi mình sẽ copy nó ở đây. Mình sẽ pass nó vào ở trong này ha và pass nó ở dưới cùng. Tại vì mình đã viết rất là nhiều rồi thì mình sẽ pass như này. Thì nếu mà có một cái có sẵn trước đó rồi á, nếu mà có một cái có sẵn trước đó như cái này thì các bạn phải phẩy ha. Phẩy ở đây và dán vào như thế này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ test thử xem được ha. Giả sử mình muốn đoạn code này đi ha, thay vì mình gõ 3 lần hoặc là mình copy ở đâu đó pass vào mà đoạn code copy pass á, ở đâu đó nó rất là xa, chúng ta tìm rất là mất thời gian. Thì chúng ta chỉ cần gõ là flat gạch center, bấm enter thì nó sẽ ra một đoạn code đó luôn rất là nhanh ha. Nó sẽ ra đoạn code này luôn rất là nhanh. Đó, thì mình sẽ làm lại này, flat gạch center. Đó. Rất là hay ha. Đó. Rồi như chỗ này chẳng hạn. Đó, mình muốn là điền vào giá trị 10 RAM thì mình sẽ viết một cái là setting, ví dụ là setting kích thước là size width radius chẳng hạn, ví dụ như thế này. Mình đặt cú pháp của nó sẽ là size gạch box đi. Thì cái này các bạn đặt sao cho các bạn dễ hiểu là được ha, không nhất thiết phải theo mình, tại vì ở đây mình đặt như vậy để cho mình dễ nhớ và mình dễ sử dụng thôi. Rồi, các bạn sẽ pass vào đây. Nhưng mà cái giá trị chỗ này này các bạn đừng để cố định ha. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách dùng như sau. Ở đây các bạn sẽ điền vào là dấu đô la và số 1. Và dấu đô la và số 1 nghĩa là gì? Đô la và số 1 đó có nghĩa là con trỏ. Tức là khi mình bấm ra đoạn code này thì những con trỏ nó sẽ nằm ở những vị trí này. Giả sử để các bạn để giống nhau ha, giả sử các bạn để 111 đi thì sẽ là ba con trỏ nằm ba vị trí này luôn. Thì mình sẽ demo cho các bạn sau đây ha. 111 nè, mình sẽ copy cái này. Sau đó mình vào cds.codesnippet, mình pass nó vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là size gạch box thử ha. Mình bỏ đoạn code này đi. Mình gọi là size gạch box. Đó thì các bạn sẽ thấy này, ba con trỏ nằm đây nè, 1 2 3. Thì lúc này các bạn có thể gọi một lần luôn là 10 RAM như thế này. Rất là tiện ha. Đó rất là nhanh ha. Trường hợp thứ hai á, mà các bạn muốn là ba con trỏ này á không có hiển thị một lần mà là theo thứ tự là 1 2 3 thì ở trên này các bạn thay vì để là 1 1 thì các bạn sẽ để là 2 3. Nó sẽ tương ứng với là ba con trỏ khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ copy và mình sẽ demo cho các bạn sau đây ha. Pass vào đây. Thì lúc này á, các bạn muốn các giá trị khác nhau đúng không? Thì các bạn sẽ gọi là tại vì khi này mình đã tạo rồi ba con trỏ là đô la 1, đô la 2, đô la 3 rồi đúng không? Và mình sẽ pass vào đây rồi. Thì lúc này mình chỉ cần gọi là size gạch box ha. Đó chính là cái refresh này á. Là size gạch box này. Body tức là cái giá trị mà chúng ta viết vào đây. Và direction là mô tả. Rồi. Bây giờ quay lại đây ha. Mình sẽ gọi là size gạch box thì nó sẽ ba con trỏ khác nhau. Đầu tiên là nằm đây, mình sẽ gọi là 10 RAM. Mình bấm tab một cái nữa nó sẽ tới con trỏ thứ hai, giả sử mình để là 5 RAM. Mình bấm tab một cái nữa để sẽ đến con trỏ thứ ba, mình để là 1 RAM, ví dụ thôi ha. Đó, mình sẽ được kết quả như thế này. Đó, thì với custom snippet á thì tùy mỗi người thôi, mỗi người sẽ có một cách đặt tên khác nhau và cách sử dụng khác nhau tùy vào dự án nữa. Thì giống như mình á thì mình sẽ đặt là app center chứ mình không đặt là flat center. Ví dụ mình ẩn này đi ha, ví dụ mình ẩn cái này đi. Đó. Thì ở đây mình muốn là center đúng không? Thay vì mình gọi flat center nó dài quá, mình gọi là app center. Đó như thế này, rất là nhanh, mình chỉ tốn chưa tới 1 giây là mình đã gọi xong ba dòng này rồi. Đó rất là tiện lợi và sẽ giúp cho các bạn code nhanh hơn rất là nhiều luôn, nhanh hơn MS. Nhanh hơn MS rất là nhiều ha. Đó. Và sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian nữa. Thì custom snippet nó làm được rất là nhiều ngôn ngữ như là JavaScript rồi này, HTML rồi này, rồi React. Rất là nhiều ngôn ngữ khác nữa. Giả sử chúng ta có một đoạn code HTML nào đó giống nhau. Đó, chúng ta thay vì chúng ta phải copy paste không nhớ nó để đâu cả, mình chỉ cần lưu nó dưới dòng cái tên nào đó, có một cái cấu trúc nào đó. Giả sử mình có cái HTML là như thế này đúng không, mình sẽ copy nó, mình sẽ dán vào đây. Rồi mình đặt class là HTML, mình đặt cái mô tả là HTML icon, kích thước là mình sẽ đặt là HTML, mình sẽ đặt là HTML gạch icon chẳng hạn, ví dụ như thế này ha. Đây là mô tả này. Mình sẽ đặt in hoa cho các bạn dễ hình dung ha, mất công hiểu nhầm. Đó thì đây là cái mô tả
Đây là cái cấu trúc, tức là cái prefix mà chúng ta sẽ sử dụng, và đây là cái HTML sẽ sinh ra. Mình sẽ copy. Nhưng cái này là HTML nha, chứ không phải CSS, nên chúng ta không thể để vào trong cái CSS.code snippet này được. Thì các bạn phải bấm vào đây ha, chọn reference lại, chọn user snippet. Các bạn sẽ bấm là HTML thì nó sẽ ra đây. À, HTML này ha, bấm vào đây. Đó, những cái này không cần, mình bỏ nó đi. Bỏ đi, để lại, bắt buộc phải có cái dấu này ha. Rồi các bạn pass nó vào đây như thế này. Đó. Rồi chúng ta đã tạo ra một cái prefix là HTML icon. Khi mình bấm cái này, bấm enter thì nó sẽ ra, bấm tab hoặc enter nó sẽ ra cái đống này. Để thử xem được hay không ha. Rồi mình sẽ thử. Đây. Đó, nó sẽ ra được HTML như thế này. Rất là nhanh. Thì giả sử các bạn là một dự án lớn, HTML giống nhau rất là nhiều ở nhiều nơi. Ở thay vì các bạn phải đi qua từng trang tìm cái component đó, các bạn pass vào, thì các bạn chỉ cần nhớ cái tên đó các bạn đặt là gì trong cái dự án đó rồi, thì các bạn chỉ cần lôi nó ra, chỉ cần với vài chữ và bấm enter là nó ra thôi ha. Ok, thì trong video này mình đã giới thiệu cho các bạn về Visual Code Custom Snippet ha, làm sao để code nhanh hơn với Visual Code Custom Snippet. Đó, mình hy vọng cái kiến thức này sẽ giúp cho các bạn code nhanh hơn rất là nhiều ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.